quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Thưa quý vị, dự kiến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15 đang diễn ra sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ áp dụng sớm hơn 6 tháng đối với luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Theo một số chuyên gia, nếu các luật này được Quốc hội cho phép áp dụng sớm từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thay vì từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025, thị trường bất động sản kỳ vọng sẽ hồi phục trong những tháng cuối năm 2024 và bình thường trở lại vào năm 2025. Quý 1 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành đầu tư xây dựng, một dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư và không có dự án nhà ở thương mại nào đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thị trường bị đóng băng, 200 hồ sơ tồn động chưa xác định được giá đất cụ thể, dẫn đến hàng trăm dự án bị vướng pháp lý, khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư đều gặp khó khăn, nguồn cung trở nên khan hiếm. Vì thế, các doanh nghiệp đều kỳ vọng ba dự án luật sớm được áp dụng với những điểm chính như chính sách gỡ vướng được việc tính tiền sử dụng đất và đất xen cài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có quốc tịch Việt Nam, có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất như cá nhân trong nước sẽ là giải pháp thúc đẩy thị trường mau chóng hồi phục và phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh. Đối với các doanh nghiệp thì cái mong đợi lớn nhất đó chính là tháo gỡ những vấn đề liên quan đến pháp lý, bởi vì đó là cái quan trọng nhất trong việc phát triển một dự án. Nó sẽ dễ cho các cái cơ quan phê duyệt này, nó sẽ dễ cho các cái đơn vị đầu tư này và họ có thể sẵn sàng xuống tiền nhanh hơn. Và lúc này thì cái nguồn cung ra ngoài thị trường nó cũng sẽ nhiều hơn. Với cái việc có hiệu lực sớm này, thị trường bất động sản, những lĩnh vực kinh doanh về bất động sản, nhà đất có thể sẽ khởi động lại và sẽ phát triển vào cuối năm hoặc là đầu năm 2025. Riêng với giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 cũng quy định chặt chẽ hơn, bảo vệ quyền lợi cho người mua với yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai và hàng loạt văn bản pháp lý khác trước khi thu tiền đặt cọc, ký hợp đồng mua bán. Điều này được cho là điểm sáng trong việc củng cố niềm tin từ phía người mua khi giao dịch cũng như tránh hàng loạt những vụ kiện tụng đã từng xảy ra. Cái điểm mới cũng như là một cái quyền lợi rất là đảm bảo cho đặc biệt là những người mua nhà, mua đất và cũng đồng thời để tránh cho những cái tình trạng là làm những cái dự án là không đủ năng lực hoặc là không hoàn thành nghĩa vụ về tài chính làm cho chậm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là chậm hoàn thành cái dự án đó làm cho người mua bị thiệt thòi. Chúng ta đang bảo vệ thị trường, điều đó là tốt. Tuy nhiên để sao làm mà sao hài hòa cái lợi ích của những người thực thi về pháp lý, pháp luật cũng như các doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp họ cũng không muốn nợ tiền sử dụng đất, không muốn là phải khi thực hiện một cái sản phẩm mà họ chưa hoàn thành trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước cũng như chưa hoàn thành trách nhiệm đối với khách hàng của họ. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một cái vấn đề là vậy liệu những cái hành lang pháp lý, những cái cơ sở đó để giúp cho các doanh nghiệp phát triển bất động sản có thực hiện được hay không? Độ trễ của một cái luật ấy nó sẽ có thời gian. Và cái thời điểm mà chúng ta đã thông qua cái luật này thì cách đây cũng phải 6-7 tháng rồi. Và đó cái khoảng thời gian này đã đủ cho các cơ quan ban ngành họ đã chuẩn bị những cái thông tư nghị định hướng dẫn liên quan. Và chỉ chờ Quốc hội thông qua thì các cái thông tư nghị định này sẽ tiếp tục đi vào đời sống. Cái quan trọng nhất đó là thời điểm hiệu lực lúc nào thì các bên liên quan, hẳn như là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như là các cái cơ quan ban ngành liên quan họ sẽ đẩy nhanh cái quá trình này. Theo các chuyên gia, hiện nay, những điểm nghẽn pháp lý chiếm tới 70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản. Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp đang rất kỳ vọng ba luật liên quan tới thị trường bất động sản sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn động về bất động sản. Chiều qua, tại cuộc họp báo thường kỳ trả lời một số câu hỏi liên quan tới tình hình Biển Đông, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tiếp tục khẳng định Việt Nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền cũng như lợi ích chính đáng của công dân tại các vùng biển.
Liên quan đến việc Trung Quốc ban hành quy định cho phép lực lượng hải cảnh nước này áp dụng hình phạt giam giữ lên tới 30 ngày với những người nước ngoài bị cáo buộc xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không qua xét xử, trong những vụ việc phức tạp, thời gian giam giữ có thể lên đến 60 ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, thì Việt Nam có đầy đủ cái bằng chứng lịch sử cũng như là cái cơ sở pháp lý để khẳng định cái chủ quyền của mình đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thế phù hợp với luật pháp quốc tế và cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các cái vùng biển mà được xác lập và phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam thì luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển cũng như cái lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và luật pháp của Việt Nam. Về phản ứng của Việt Nam trước thông tin ngày 22 tháng 5, tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc đến các thực thể của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để kiểm tra sức khỏe, điều trị cho các binh sĩ đồn trú trái phép, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động liên quan mà vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa. Bày tỏ quan điểm của Việt Nam về ảnh hưởng của những con đập thượng nguồn tới Việt Nam, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt khẳng định Mekong là dòng sông chung xuyên biên giới và chảy qua nhiều quốc gia, là quốc gia hạ nguồn, Việt Nam rất quan tâm đến các tác động xuyên biên giới và khả năng tích nước của các công trình thủy điện trên sông Mekong. Việc phát triển các cái và vận hành các cái công trình thủy điện trên sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm các cái tác động xuyên biên giới đến cái môi trường cũng như là phát triển kinh tế xã hội, đời sống kinh tế xã hội của các nước trên lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn và phải phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Cũng theo Bộ Ngoại giao, Ủy hội sông Mekong quốc tế có các đối tác đối thoại là các quốc gia thượng nguồn và cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các cơ chế của Mekong khác. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giám sát về việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị trên địa bàn quận Bình Thạnh. Từ đầu năm 2023 đến hết quý 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Bình Thạnh đã giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đạt trung bình trên 95%. Bên cạnh đó, quận đã triển khai thực hiện và không ngừng cải tiến phần mềm quản lý đơn thư, tạo điều kiện cho việc theo dõi quản lý đơn thư của công dân. Đoàn giám sát cũng đưa ra một số kiến nghị để tháo gỡ những vướng mắc còn tồn động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư trong thời gian tới. Có 855 đơn không thuộc thẩm quyền, chiếm tỷ lệ là 40,98%. Nếu như công tác tuyên truyền chúng ta làm tốt thì cái số lượng này rất ít. Cho nên chúng ta quan tâm thêm, thứ nhất là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo ở phường và các phòng ban. Có những người dân họ không có biết, họ viết trong một cái đơn mà nhiều việc lắm, mỗi việc lại thuộc một cơ quan. Chúng ta sẽ hướng dẫn họ từ một đơn mà có thể thành 3 đơn, 5 đơn cũng thành những đề mà gửi cho đúng nơi, tức là đúng thẩm quyền. Trong thời gian sắp tới, dự báo số lượng đơn thư kiến nghị phản ánh sẽ gia tăng đáng kể do triển khai dự án rạch xuyên tâm. Đoàn giám sát đề nghị quận Bình Thạnh cần tăng cường các giải pháp cũng như phương án dự phòng để đảm bảo công tác tiếp dân giải quyết đơn thư được hiệu quả. Thưa quý vị, liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, mới đây thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm. Trong đó phải nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, phấn đấu bắt đầu xây dựng dự án trong tháng 6 năm 2024 và để kịp bàn giao căn hộ tái định cư vào tháng 4 năm 2025. Công trình có quy mô gần 900 căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư cho các nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Toàn bộ khu đất rộng hơn 12.100m2 này ở phường 12 quận Bình Thạnh sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án rạch xuyên tâm. Ủy ban quận Bình Thạnh được Ủy ban thành phố giao nhiệm vụ làm việc với lại Tổng công ty cổ phần xây dựng thương mại VKTO để bàn giao cái khu đất lại nhằm để xây dựng chung cư nhà ở xã hội. Thì qua làm việc, chủ đầu tư cũng đề nghị Bình Thạnh, Ủy ban thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các anh sẵn sàng hợp tác và giao mặt bằng để cho thành phố chúng ta khởi công đầu tư xây dựng dự án chung cư nhà ở xã hội. Sau khi mặt bằng được nhận được thì phía quận Bình Thạnh sẽ bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư để hoàn thành sớm đưa vào sử dụng để nhằm phục vụ bố trí cho bà con.
Hiện nay Ban Dân dụng Công nghiệp cũng đang tích cực nỗ lực phối hợp với sở ban ngành thực hiện các cái thủ tục của cái giai đoạn chuẩn bị đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai các cái bước thi công. Thì song song đó thì Ban Dân dụng Công nghiệp cũng đang chủ động trong việc mà thực hiện các cái gói thầu liên quan vấn đề về khảo sát xây dựng để phục vụ cho các cái bước mà lập dự án đầu tư. Song song với dự án nhà ở xã hội thành phần, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án rạch xuyên tâm có tổng cộng hơn 1.900 trường hợp thuộc phạm vi giải tỏa, trong đó riêng quận Bình Thạnh có đến gần 1.800 hộ và 1.100 hộ trong số này giải tỏa toàn phần. Vì số hộ được bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm đến 90% toàn dự án, nên quận Bình Thạnh đang tập trung tối đa cho công tác này. Hiện nay là chúng tôi đang lập cái chính sách cũng như cái phương án bồi thường. Sắp tới trong tháng 6, tháng 7 chúng tôi sẽ có cái lấy ý kiến bà con về cái phương án bồi thường để thực hiện cái việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án trên địa bàn quận Bình Thạnh. Công tác bồi thường hỗ trợ sẽ được thực hiện từ nay cho đến tháng 4 năm 2025. Khi đó hoàn thành công tác bồi thường và có mặt bằng, chúng tôi sẽ giao cho đơn vị chủ đầu tư để thực hiện khởi công đầu tư xây dựng dự án rạch xuyên tâm. Rạch xuyên tâm là dự án đặc biệt quan trọng đối với môi trường cũng như đời sống dân sinh, nên thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục để khởi công và hoàn thành trong năm 2025. Dự án sẽ lần lượt được khởi công xây dựng trên địa bàn quận Gò Vấp và Bình Thạnh trong năm 2024 và 2025. Khi đưa vào khai thác toàn bộ dự án vào năm 2028 theo kế hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đảm bảo mục tiêu thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải, nâng cao năng lực giao thông và chỉnh trang đô thị dọc tuyến. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, quận 7 đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi năm 2024 và hội quân Em là chiến sĩ Điện Biên thành phố Bắc Hồ. Trong suốt những năm tháng lịch sử, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên và trở thành một tổ chức lớn mạnh của đội viên thiếu nhi, thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, xứng đáng là đội ngũ kế thừa xuất sắc của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thiếu nhi, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, thành phố và đất nước, góp phần chuẩn bị chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Đồng thời đây còn là dịp để thiếu nhi có điều kiện gặp gỡ, phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo quận về những vấn đề quan tâm về học tập, vui chơi, giải trí và sự phát triển toàn diện của thiếu nhi. Nhằm kịp thời động viên và chúc mừng các em học sinh đạt giải cao các kỳ thi, quận 12 vừa tổ chức lễ biểu dương khen thưởng 317 học sinh đại diện cho hơn 1.200 học sinh trên địa bàn quận đã các giải thưởng trong các hội thi cấp quốc tế, quốc gia và cấp thành phố trong năm học 2023-2024. Lãnh đạo quận 12 ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ thầy cô, sự quan tâm của cha mẹ học sinh và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập rèn luyện của các em học sinh. Những thành tích xuất sắc mà các em đạt được là niềm tự hào của chính bản thân, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong thời gian tới, để tiếp tục giữ vững kết quả đạt được và phát huy hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh, quận 12 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mỗi trường học phải là một địa chỉ đỏ, nơi ươm ước mơ, sự sáng tạo, khuyến khích tài năng phát triển, là môi trường tốt nhất để các em học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thể chất để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết để sông Sài Gòn thông thoáng cần cân nhắc ý tưởng làm đảo nổi trình báo pháp luật thành phố. Trong báo cáo phát triển toàn diện hành lang sông Sài Gòn gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, liên danh tư vấn pháp đề xuất kết nối trung tâm thành phố qua sông Sài Gòn bằng một số hòn đảo vườn trước khi đến Thủ Thiêm. Lý giải cho đề xuất này, liên danh tư vấn pháp cho biết vườn nổi, đảo nổi là các công trình kiến trúc khá hiếm trên thế giới. Điều này cũng có thể sẽ là cơ hội độc đáo cho Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự khác biệt. Có ý kiến cho rằng đây là một ý tưởng lạ, độc đáo. Đặt trong bối cảnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đang được xây dựng và điều chỉnh, đảo nổi có thể kết hợp với công viên sinh thái và quảng trường trong khu đô thị Thủ Thiêm, mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dân và du khách.
Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ngay trong đợt đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng. Thống kê 3 năm trở lại đây cho thấy tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở không biến động, tuy nhiên vẫn tạo tranh luận kéo dài trong dư luận xã hội. Các chuyên gia cho rằng phụ huynh và học sinh không nên quá áp lực khi lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp chọn môi trường học tập chưa phù hợp, sau đó chọn lại và vẫn thành công. Cha mẹ học sinh không nên bằng mọi giá phải có suất học lớp 10 công lập, dẫn đến đăng ký nguyện vọng không phù hợp. Thông tin chi tiết có trên trang 4 của báo Sài Gòn Giải Phóng. Tài xế công nghệ shipper cần đóng bảo hiểm xã hội là bài viết trên báo Người Lao Động. Tuần tới thì Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đề xuất mở rộng đối tượng tài xế xe công nghệ shipper tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tài xế xe công nghệ có thỏa thuận làm việc cho doanh nghiệp thì về bản chất tồn tại quan hệ lao động, trong đó hai bên lựa chọn hình thức thanh toán tiền lương căn cứ vào kết quả công việc và có sự điều hành giám sát qua ứng dụng do doanh nghiệp quản lý. Tin thế giới, thưa quý vị, hôm qua, Nga đã bắn ít nhất 15 tên lửa vào các thành phố Kharkov và Lyubotyn của Ukraine. Những vụ tấn công này đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như khiến ít nhất 7 người tử vong. Các nạn nhân tử vong nằm trong số 50 người đang có mặt tại một nhà in tại Kharkov thời điểm tên lửa bắn trúng. 24 người khác bị thương. Truyền thông địa phương cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Belgorod của Nga. Cũng tại Kharkov, công ty đường sắt quốc gia Ukraine cho biết 6 công nhân của họ đã bị thương khi tòa nhà trúng tên lửa. Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Zelensky đã phàn nàn các đồng minh phương Tây vì không cung cấp đủ hệ thống phòng không, cũng như không cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các bệ phóng tên lửa bên trong Nga. Thời gian qua, Kharkov hứng chịu sự tấn công ngày càng nhiều từ quân Nga. Ukraine vốn yếu hơn về quân số và vũ khí, đang phải vật lộn chống trả các cuộc tấn công dữ dội của Nga, trong khi chờ thêm các chuyến hàng viện trợ bị trì hoãn từ lâu của Mỹ. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ Kiev giải quyết xung đột, bao gồm cả việc bắn hạ tên lửa của Nga bay vào không phận Ukraine. Hôm qua tại Brussels, Bỉ, các ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới tham gia phiên tranh luận trực tuyến về những định hướng cho tương lai của liên minh. Các ứng viên dự kiến sẽ phản biện các vấn đề trọng tâm của Liên minh châu Âu như biến đổi khí hậu, di cư và an ninh. Đối với cử tri châu Âu, các cuộc bầu cử là để giúp mọi người có thể theo dõi những gì đang diễn ra ở các nước châu Âu khác. Chúng tôi muốn xây dựng một nền dân chủ châu Âu tốt hơn. Vì vậy, việc đề cử các ứng cử viên là một bước đi rất quan trọng đối với tất cả các đảng chính trị. Đây cũng là lần đầu tiên phiên tranh luận được tổ chức trực tuyến. Các cử tri từ các thủ đô trên khắp châu Âu sẽ có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các ứng viên. Cuộc bầu cử nghị viện Liên minh châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng sau. Khoảng 370 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 27 quốc gia thành viên. Hôm qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền và đối thủ Keir Starmer thuộc công đảng đối lập đã khởi động chiến dịch tranh cử của hai đảng. Một ngày sau khi Thủ tướng Sunak bất ngờ ấn thông báo sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7, dù kết quả thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy đảng Bảo thủ cầm quyền nhiều khả năng chịu thất bại nặng nề. Phát biểu với cử tri ở miền Trung England, Thủ tướng Sunak cho rằng nền kinh tế Anh đang vượt qua giai đoạn khó khăn và ông có kế hoạch giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông Sunak cũng cho biết những chuyến bay đầu tiên chở người di cư trái phép đến Rwanda sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử. Ngoài ra, ông cũng chỉ trích đề xuất tăng thuế của đối thủ, lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer, và cho rằng nếu ông Starmer xóa bỏ chính sách trục xuất hiện tại khi đắc cử, sẽ khiến nhập cư vào Anh mất kiểm soát. Tôi không muốn Anh thu hút thêm nhiều người đến đây. Tôi nghĩ điều này không đảm bảo được an ninh của đất nước này. Trong khi đó, phát biểu với cử tri tại Đông Nam vùng England, ông Starmer tuyên bố nếu thắng cử, chính phủ của ông sẽ chấm dứt sự hỗn loạn của nước Anh trong 14 năm qua dưới thời đảng Bảo thủ. Đại diện công đảng khẳng định muốn đổi mới, tái thiết và khôi phục nước Anh. Ông cho biết sẽ thành lập đơn vị an ninh biên giới để chống lại nạn buôn người, mở công ty năng lượng quốc gia để giúp cắt giảm chi phí điện cho người dân và bổ sung thêm 6.500 giáo viên. Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày hôm qua đã chấp thuận đơn kiện yêu cầu miễn nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin do 40 thượng nghị sĩ đệ trình.
các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chấp thuận đơn kiện miễn nhiệm Thủ tướng Srettha với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Tuy nhiên, tòa bác bỏ đơn đề nghị đình chỉ chức vụ của ông Srettha trong lúc tòa xem xét vụ kiện. Ông Srettha có 15 ngày để phản hồi về vụ kiện. Tòa Hiến pháp chưa công bố thời hạn để ra phán quyết. Trước đó, các thượng nghị sĩ đã đệ đơn yêu cầu miễn nhiệm thủ tướng do ông Srettha đã bổ nhiệm ông Pichichuanban, một luật sư từng ngồi tù, làm bộ trưởng văn phòng thủ tướng trong cuộc cải tổ gần đây. Ông Pichich vốn có quan hệ thân thiết với thủ tướng Srettha, từng ngồi tù 6 tháng vì tội coi thường phán quyết của tòa án hồi năm 2008. Ông Pichich đã tuyên bố rời nội các hôm 21 tháng 5 để bảo vệ thủ tướng. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết thủ tướng đang tập trung vào công việc và vụ việc trên sẽ không ảnh hưởng tới ông. Phát ngôn viên cũng khẳng định ông Pichich có đủ trình độ chuyên môn cho vị trí bộ trưởng trong nội các và quá trình bổ nhiệm ông là đúng luật. Hai ngày sau vụ việc máy bay của hãng Singapore Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Bangkok, Thái Lan do nhiễu động không khí nghiêm trọng, hơn 50 người vẫn chưa được xuất viện. Theo thông tin từ bệnh viện, nhiều hành khách bị chấn thương nặng có thể sẽ phải phẫu thuật cột sống. Trong số hơn 50 người chưa được xuất viện, có 20 người vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết hiện còn quá sớm để kết luận có bệnh nhân nào bị liệt vĩnh viễn hay không. Hãng tin Reuters dẫn lời một hành khách cho biết hãng Singapore Airlines đến nay vẫn chưa cung cấp cho nạn nhân bất kỳ thông tin hỗ trợ nào. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chiếc máy bay Boeing 777 thuộc hãng Singapore Airlines chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đã đi vào vùng nhiễu động nghiêm trọng ở biển Andaman. Máy bay đã hạ độ cao khoảng 1.800 m trong 3 phút, sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan. Sự cố khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trở lại với các tin tức trong nước, để giải quyết tình trạng quá tải xe trung chuyển và khó khăn trong việc di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, hiện các bên liên quan đang triển khai những phương án tăng cường xe trung chuyển cho hành khách đi tàu cao tốc ra Côn Đảo. Theo đó, công ty tàu cao tốc Phú Quốc sẽ bố trí xe khách 45 chỗ tại công viên 23 tháng 9, bến xe buýt Sài Gòn đường Lê Lai để hỗ trợ trung chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước và ngược lại. Cảng Sài Gòn Hiệp Phước cũng bố trí một xe điện 20 chỗ phục vụ hành khách đi từ cổng cảng vào cầu tàu, cách khoảng 800 m, ưu tiên người cao tuổi và trẻ em. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với công ty xe khách Phương Trang để có phương án trung chuyển hành khách từ công viên 23 tháng 9 đến cảng Sài Gòn Hiệp Phước với mức phí phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào mùa mưa, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, mùa mưa bão trong lĩnh vực đường thủy năm 2024 trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy, vận chuyển hành khách, hàng hóa, xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa chở quá trọng tải cho phép, không đăng ký đăng kiểm, không phép rời cảng, bến thủy nội địa, kiểm tra xử lý các bến thủy nội địa hoạt động chưa được công bố của cơ quan có thẩm quyền. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, đặc biệt phải cảnh báo đối với các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ, phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã phối hợp cùng với Liên chi hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hội thảo kết hợp tập huấn với chủ đề tối ưu hóa dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Hội thảo đã thu hút hơn 170 cán bộ y tế từ các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các chuyên gia dinh dưỡng đến tham dự. Hội thảo kết hợp tập huấn tối ưu hóa dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ là nơi kết nối đội ngũ làm công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hội thảo mang đến hàm lượng thông tin khoa học cao từ các báo cáo viên uy tín giàu kinh nghiệm về dinh dưỡng với các chủ đề như sữa mẹ và lợi ích của sữa mẹ với sức khỏe, cập nhật khuyến nghị về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vi chất dinh dưỡng và lập trình dinh dưỡng, kỹ thuật cho bú mẹ và giải quyết các khó khăn trong những ngày đầu nuôi con bằng sữa mẹ.
Hơn một chục năm gần đây thì chúng ta thấy là vấn đề sữa mẹ rất là được quan tâm. Tuy nhiên thì cái việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng còn khá hạn chế. Đặc biệt là việc mà cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Mục đích đầu tiên đó là kết nối giữa các cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Phần thứ hai là chúng ta cung cấp thêm kiến thức, đặc biệt là cập nhật những kiến thức mới nhất mà các báo cáo viên đã dày công tìm hiểu, cập nhật, và có những báo cáo viên có nhiều điều kiện để có thể làm việc với quốc tế. Cập nhật những kiến thức mới nhất thì luôn luôn giúp cho cán bộ y tế có kiến thức tốt hơn. Hội thảo tối ưu hóa dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ y tế trong việc hỗ trợ tư vấn cho người dân, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ trong cộng đồng. Ban Dân vận quận ủy Bình Thạnh đã tổ chức chương trình Dân vận khéo kết nối Di Linh năm 2024 nhằm thực hiện các hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người dân tộc khó khăn tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Xã Tam Bố, huyện Di Linh là một xã nghèo vùng sâu vùng xa với đa số người dân sinh sống là người dân tộc. Vì vậy, việc tiếp cận với các điều kiện y tế còn nhiều khó khăn. Điều kiện khó khăn về các cái phương tiện cũng như đến các cái nơi cơ sở y tế gần nhất thì đang còn xa, nên là cái hướng dẫn chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân đang còn về chưa có nhận thức được, cũng như chưa có cách phòng chống một số bệnh cơ bản. Thì qua cái đợt khám sức khỏe này thì đoàn bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh hướng dẫn cũng như chẩn đoán một số bệnh thông thường, cũng như hướng dẫn phòng ngừa cho bệnh nhân có kiến thức cơ bản về bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận để đem toàn bộ các cái thiết bị, vật tư để là đến khám bệnh cho bà con. Trước đây thì khám thông thường thôi, lần này là có cái tầm soát. Phòng khám bệnh rất là nhiệt tình và phát thuốc, họ cũng dẫn kỹ thuốc như thế nào uống cho đúng, rồi cho nó khỏe, cho nó hết bệnh. Rồi sau nữa là bà con, cô bác ở đây rất là vui mừng và phấn khởi. Chương trình đã trao tặng 10 suất quà gồm tiền mặt cho các hộ dân, nhu yếu phẩm và thuốc men, tổ chức thăm khám, thực hiện chăm sóc y tế cận lâm sàng và phát thuốc chữa trị cho từng trường hợp, trao 10 phần quà học sinh chăm ngoan và xây một căn nhà đoàn kết cho hộ dân khó khăn tại địa phương. Tổng kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng lần này là hơn 400 triệu đồng. Đoàn khám sức khỏe gồm các bác sĩ, nhân viên của trung tâm là đa số đều là các bạn trẻ, nhằm kết nối cũng như hướng đến cho các bạn trẻ một cái hành động ý nghĩa về cái chăm sóc sức khỏe cho người dân, từ đó phát triển được cái ý thức rèn luyện của các bác sĩ trẻ. Chính các bạn đi trong chuyến công này cũng rất mong muốn để đi đến ở cái vùng sâu vùng xa để mà thực tế, và qua đó để hiểu được cái đời sống của bà con, và trên cơ sở đó để về có cái tuyên truyền vận động và làm tốt cái công tác dân vận của mình. Chương trình Dân vận khéo kết nối Di Linh năm 2024 được tổ chức định kỳ hàng năm, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, thiết thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của cán bộ làm công tác dân vận, y sĩ, bác sĩ, các doanh nghiệp trong thực hiện phương châm đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, qua đó gắn kết trong công tác chăm sóc sức khỏe và tạo động lực phát triển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.